Các Kawashima, các hạ, hoan nghênh các vị ghé Phong Mãn Đường lựa chọn thuốc. Cứ xem thuốc ông chuẩn bị thế nào đã. Ông chủ Phong, được, xin mời. Mời mời. Nào, xin mời các hạ. Nào, xin mời. Mời. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của Kawashima các hạ, liền lập tức triệu tập toàn bộ nhân viên Phong Mãn Đường, dọn dẹp Phong Mãn Đường thật sạch, còn tiến hành khử trùng nhằm tạo một môi trường mua bán chất lượng cho khách hàng. Ngài xem, cả trước lẫn sau đều vô cùng sạch sẽ. Nào, xin mời qua đây. Phong Mãn Đường từ khi thành lập đến nay đã có lịch sử hơn 100 năm, là công ty sản xuất thuốc lớn nhất huyện Tân Giang, còn là công ty duy nhất có thể sản xuất thuốc Tây, mang theo mong muốn hành y tế thế, tạo ra chất lượng tốt nhất. Chúng tôi lựa chọn nguyên liệu tốt nhất, ngài kiểm tra là biết liền. Ôi, thuốc của tôi. Thuốc của tôi. Ôi, thuốc của tôi. Ôi, để ở đây mà sao lại mất đi được. Ôi, tối hôm qua vẫn còn ở đây mà. Vẫn ở đây mà. Sao lại? Ông chủ Phong, thuốc của tôi đâu? Chuyện này tối qua còn ở đây. Tôi đã để ở đây mà. Tôi dặn đi dặn lại không ai được động vào. Sao có thể mất đi được chứ? Làm sao mà mất đi được? Cha đừng có cuốn, nhớ lại kỹ xem. Bây giờ quả thực thuốc cũng không có ở đây. Ta Kawashima các hạ, xin hãy nghe tôi giải thích. Nó đã ở đây thật mà. Ở đây thật mà. Có bộ ở đây không có thứ mà tôi cần. Kawashima, chúng ta đi. Ông chủ Phong, đây chính là dùng thành ý lớn nhất để thúc đẩy cuộc hợp tác hay sao? Kawashima các hạ, đi. Các hạ, khoan. Kawashima các hạ, tôi vừa đi giải quyết một chút. Sao các vị đã định về rồi? Tuyết Giao à, cô đến rồi. Cô mau làm chứng giúp tôi. Làm chứng là tối qua tôi đã để thuốc ở đây thật mà. Ông không để thuốc ở đây. Cái gì? Ông để ở phòng chế tạo thuốc mà. Trưa hôm qua, ông nói buổi chiều còn phải quét dọn trong này, sợ để thuốc ở đây không an toàn, cho nên đã bảo tôi chuyển thuốc sang phòng chế tạo thuốc. Ông quên rồi sao? Phòng chế tạo thuốc. Là phòng chế tạo thuốc à? Kawashima các hạ, vậy tôi không lừa cô, có thể nó nằm trong phòng chế tạo thuốc, hay là cô vào phòng chế tạo thuốc xem. Được thôi, đi xem thử nào. Ông chủ Phong à, cha. Ông chủ Phong, cha làm sao vậy? Cô thiệt tình, có cần phải như vậy không? Nếu cha của tôi mà kích động gặp mệnh hệ gì, cha tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ta hồi lại một chút là ổn. Cô hồi cái gì mà hồi? Cháu trai, mau cùng vợ của cháu đưa ông chủ Phong về làm việc đi. Thuốc là tôi cất, cứ để tôi đưa họ đi là được. Cậu chờ gì nữa? Nhìn sắc mặt của ông chủ Phong, nhanh lên đi. Cả mấy người nữa, không cần thuốc nữa sao? Đi xem thử nào. Đi thôi. Nhanh lên. Cha, mau đứng lên đi. Để tôi đưa vị tiên sinh này vào. Những người còn lại chờ ở đây. Tại sao? Đây là phòng chế tạo thuốc, cần thao tác vô khuẩn. Đông người vào như vậy,
Làm hỏng hết thuốc thử nghiệm của chúng tôi còn gì. Sao? Không tin lời tôi nói sao? Vậy cô hỏi vị tiên sinh này đi. Mấy người để tôi ở đây đi. Cha à, cha. Cha, đã đỡ hơn chưa? Không sao, không sao. Cha, cha bảo Tuyết Giao di chuyển thuốc từ lúc nào vậy? Ta sao? Trước giờ ăn thì phải. Chắc là trước giờ ăn. Ta có từng dặn vậy sao? Cái đầu của ta lẩm cẩm rồi, thành một mớ bã đậu thật rồi. Không xài được nữa. Không xài được nữa. Là anh ta. Không ngờ một huyện Tân Giang nhỏ bé mà lại có một nơi như vậy. Đương nhiên rồi. Nếu không Kawashima Iiko có thể nhăm nhe nó sao? Tôi không hiểu nổi. Các ngài mua thuốc thì mua thuốc, mua bao nhiêu chúng tôi bán cho bấy nhiêu. Tại sao các ngài phải dòm ngó nghiệp tổ của người ta? Tôi đến để chọn thuốc, tiểu thư à. Phải rồi, phải rồi. Ngài đến để chọn thuốc. Phấn hoa mặn Đà La phải không? Trong kho dự trữ. Đi theo tôi. Nghe nói phấn hoa mặn Đà La có kịch độc. Các ngài dùng nó để làm gì? Ở nước ngoài có một số cô gái dùng nước ép mặn Đà La nhỏ vào mắt là con ngươi sẽ trở nên lấp lánh như tôi này. Thật ra nấm tán giết ruồi cũng không tệ. Có muốn một ít không? Ngài chờ một chút, tôi đi lấy mẫu thuốc cho ngài. Hideyoshi Ishikawa là kẻ cuồng y học. Dù hắn vào phòng chế tạo thuốc, bầu không khí thí nghiệm trong đó chắc chắn sẽ làm hắn lơ là cảnh giác. Vị trí của kho dự trữ rất yên ắng, rất kín kẽ. Hơn nữa còn sát với hẻm sau. Tiền để rút lui, tiền để ra tay, tiền để ẩn nấp. Tôi đưa thuốc cho hắn là tín hiệu hành động. Sao Phong thiếu gia lại đến đây? Sức khỏe của Phong lão gia thế nào rồi? Kim Tuyết Giao đâu? Ở trong. Kim Tuyết Giao, theo vào trong. Kim Tuyết Giao, Phong Trạch Diệu, anh đến đây làm gì? Kim Tuyết Giao, em làm sao vậy? Giải thích rõ với anh đi. Em chuyển thuốc đi mà không nói với cha anh một tiếng. Cha anh cao tuổi như vậy rồi, em còn hành ông ấy. Em làm ông ấy sợ thì sao? Em có ý gì chứ? Nhìn vào anh đi, Phong Trạch Diệu anh bỏ ra. Cha anh mắc bệnh đản trí, làm sao tôi biết?
Hơn nữa anh quát tôi làm cái gì? Có quát thì quát cô ta ấy. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là người mua thuốc. Nếu không tại cô cần gấp thì sao ông chủ Phong có thể quên thuốc để đâu được? Ông ta già yếu liên quan thì tới tôi. Tất nhiên là có, Kim Tuyết Giao. Vấn đề của em là vấn đề của em, đừng có lôi người khác vào. Anh cho em biết, bây giờ em theo anh đến phòng cha anh xin lỗi ông ấy. Phong Trạch Diệu, anh cố tình kiếm chuyện sao? Anh kiếm chuyện hồi nào? Có đi thì cũng là cô ta đi. Kim Tuyết Giao, cô bỏ tôi ra, tại sao tôi phải bỏ? Tới đi là cô sai, Kim Tuyết Giao, sao em cứ không chịu thừa nhận sai làm chứ? Chuyện này rõ là em sai, tôi sai cái gì? Đây là lỗi của cô ta. Có cãi nhau về nhà mà cãi nhau, bỏ tôi ra. Kawashima các hạ, đây là chuyện của chúng tôi, cô đừng xen vào giữa. Chọn thuốc lẹ đi rồi về. Anh, tìm thấy rồi. Tìm thấy rồi. Là cái này, phấn hoa mạng Đà La tôi cần tìm. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Cảm ơn. Đồ điên. Giáo sư. Ông chủ Phong, cuộc chọn mua hôm nay đúng là có chút trắc trở, nhưng cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ. Thuốc của Phong Mạng Đường quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ cần các hạ hài lòng là tốt nhất. Lệnh Lang là một con người hiếu thảo, tương lai giao Phong Mạng Đường vào tay ông ta chắc chắn sẽ phát huy sàng sở. Phát huy sàng sở thì không dám kỳ vọng, giữ được Phong Mạng Đường thì đã là tổ tiên tôi tích đức rồi. Sau này vẫn mong các hạ tiếp tục chiếu cố. Ông chủ Phong quá lời rồi. Tối nay tôi sẽ bày tiệc rượu ở hội quán, mong ông cho phép Lệnh Lang hội ngộ với tôi. Chuyện này chỉ e là Khuyển Tử không biết quy củ. Được thôi, tối nay tôi nhất định sẽ ghé qua phủ của các hạ uống rượu chung vui. Nhưng mà tôi cũng có một thỉnh cầu, không phải mong các hạ cho phép. Nói, tôi muốn dẫn theo cả vợ. Ngọc Linh à, cùng đi đi. Là em thật sao?